Mà Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đợt trước thì em có chia sẻ bà con mình là có mực trị suy thận miễn phí và rất là nhiều người hết bệnh. Thì cũng lâu rồi, chắc cũng phải 1-2 năm rồi em cũng không có chia sẻ thêm nhiều. Bà con mình có hỏi là sao lâu rồi không làm lại video. Thì thật sự là cái cách ăn cỏ mực ha, cái kinh nghiệm ăn cỏ mực như thế nào, cách dùng như thế nào và cái triệu chứng như thế nào á, thì có rất là nhiều video em chia sẻ rồi, nó cũng tầm khoảng mười mấy video lại của nhiều người hết bệnh, thì nó đều giống nhau hết nên là cũng không có gì để chia sẻ. Nên là nhưng mà hôm nay thì có anh Lập ở Tây Ninh hết bệnh thì ảnh có nhắn tin nói là muốn chia sẻ cùng cả nhà mình để tạo động lực cho bà con, để bà con mình có lòng tin hơn để ăn con mực ha. Thì nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây, mình vào video danh sách phát ha, mình coi nguyên cái danh sách phát đó mình sẽ biết được cái cách ăn cỏ mực như thế nào. Và hôm nay thì để mình gọi anh Lập chia sẻ cùng ở nhà mình nghe. Anh ấy mới ăn có 1 tháng, tại anh cũng vừa bị thôi, giai đoạn đầu ăn mới có 1 tháng mà hết bệnh. Anh rất là mừng, chia sẻ với rất là nhiều người và gọi điện nói để nhờ Hoàng Sơn ghi lại cuộc nói chuyện để nói chuyện với bà con cho vui nha. Rồi để em bấm gọi điện ra, nãy em có hẹn với anh Lập. Dạ, em đang kết nối với anh Lập. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ không chia sẻ mà để anh Lập chia sẻ nha. Mình sẽ có những câu hỏi và anh Lập giải đáp. Mình đang kết nối, chờ xíu. Alo. Dạ, anh Lập. Ủa, anh Lập nay nhiêu tuổi ha? Anh 54 tuổi em. 54, vậy gọi bằng anh cũng được ha, chứ gọi bằng chú mất công anh già. Không sao, rồi anh sẽ hỏi là cái gì. 54 là anh tuổi mùi á, đến mùi á. Dạ. Em nghe nói anh làm giáo viên ha anh? Anh là giáo viên, tức là nhà anh nó là ở bên thị xã Hòa Thành, Dạ. là khu vực Toàn Thánh. Em biết Toàn Thánh Tây Ninh không? Em biết Toàn Thánh Tây Ninh. Toàn Dạ. Thánh Tây Ninh á. Dạ. Nhưng anh công tác là bên thành phố Tây Ninh. Dạ. Tức là em biết núi Bà Đen không? Dạ em có nghe mà em chưa tới đó. Núi Bà Đen thì anh ở gần Toàn Thánh. Em biết chợ Long Hoa không? Dạ mấy cái danh đó là mình nghe lâu rồi. Dạ, danh tiếng lắm mà. Dạ. Đúng rồi, anh ở gần, tức là gần chợ Long Hoa, gần Toàn Thánh Tây Ninh luôn em. Em xin phép anh Lập cho em ghi hình nha, chia sẻ với bà Rồi, con. Dạ. ok, em cứ tự nhiên anh thì cứ anh qua coi mấy cái clip của em á, thì phải nói là anh về thực hiện sao tự nhiên thật nó trúng anh mừng quá trời luôn Dạ, á, mà thật tại vì còn hơn trúng số nữa. anh Lập nè, do em thật sự là chia sẻ cái cách ăn cỏ mực thế nào hết bệnh và cái nhiều người ăn rồi, nhưng mà bà con mình đó là muốn được tự cái người khác nói, nên em muốn nghe anh từ lúc mà anh mắc bệnh thì như thế nào và đến lúc mình khỏe, Bây mình chia giờ sẻ để nha. anh à, giờ em cứ ghi hình đi, rồi anh sẽ trình bày là Dạ. cái buồn bệnh của anh, tức là nó sẽ bắt đầu nó sẽ ra. Dạ. Tức là bây giờ em cứ tự do cứ ghi đi anh. Tức là bây giờ vậy, tức là anh nói cái ngày là 13 tây á, Dạ. là tháng 4 á, 13 tây tháng 4, tối 13 tháng tây tháng 4 thì ở nhà cũng có đám tiệc, rồi tức là bà nhân anh thì đã có cái chứng bệnh, Dạ. tức là anh bị lốc tim độ 2, lốc AV độ 2 á, tức là suy thất trái, suy thất À. trái phì đại thất trái, Là bị bệnh tim lâu rồi hả anh? tức là cao huyết áp. Là hồi anh bị hồi năm 41 tuổi, hiện Dạ. nay là anh đã 54 tuổi, tức là mười mấy năm rồi. Dạ. Thì anh lúc trước là anh uống thuốc là tức là của là bệnh viện Chợ Rẫy, Dạ. tức là theo suốt mười mấy năm. Rồi sau này tức là một vài năm gần đây thì ở Tây Ninh là Tây Ninh cũng có thuốc, do đó là anh xin bác sĩ Chợ Rẫy về để khám ở Tây Ninh để lấy uống Dạ. thuốc. Thì cái ngày 14 tây á, tức là ngày ăn sáng á, tức là 14 tây tháng 4 á, tức là Dạ. anh ngủ dậy, tức là anh ngủ dậy thì con người thì thấy cũng có mình cũng thấy bình thường, mà sao tức là thấy tay chân nó càng ngày nó càng phù Dạ. đó, nó phù lên, tức là nó phù tay phù chân phù mặt luôn, nó phù. Nó phù là sao, nó giống như nó giữ nước vô nhiều hơn. Đúng rồi, nó phù giữ nước, mà Dạ. đi tiểu á thì anh là không có đi tiểu được, Dạ. tức là nó không không mắc đi tiểu. Ừ. Thì sau đó là anh có đến là mình tỉnh Tây Ninh á, tỉnh á, Dạ. ở của tỉnh đó, tức là ở đường 30 tháng 4 tới thành phố Tây Ninh á, thì anh đã là siêu âm cho anh, thì anh nói là nam nguyên cái vùng lưng như vậy, tức là siêu âm,
là đau nguyên cái dụng tử, thì khám ra tức là anh là thận là hoàn toàn không có gì, tức là nguyên cái nội tạng của anh nó ngoại trừ cái tim thôi, tức là không, tức là thận cũng không có dôi, thận cũng không có sạn, và cả bàng quang, tức là những cái mạch thận, những cái mạch chủ nó đều rất là rõ, rất là ok hết. Lý do mà là sao là không không có không bị tiểu đường, mà càng ngày càng phù lên, tức là anh bị qua bước qua thứ hai rồi. Giai đoạn hai. Tức là ngày thứ hai, tức là ngày thứ hai. Nó nhiều rồi. Cái anh mới đến cái phòng khám tư nhân của bác sĩ là Nguyễn Việt Dũng, thì ông cũng siêu âm lại cũng y như bệnh viện tỉnh là không có gì hết. Sau đó ông nói ông mới cho anh là năm cái viên thuốc, tức là anh giờ anh bị thuốc mình nó không có hiệu quá. Không dư anh nói cho đủ à. Đó rồi cái anh cho uống, tức là anh sổ sao mà nó đỡ, tức là nó đỡ. Uống thuốc sổ vô để cho sổ. cho nó sổ, nhưng nó vẫn còn phù. Cái bước qua cái ngày 23 tây á, tức là cách đó khoảng một tầng á, là 23 tây á, anh đến một cái bệnh viện, tức là bệnh viện có được cái xét nghiệm cho em coi là bệnh viện Cao Nhân Trí, là nó thuộc của thị xã Hòa Thành. Tức là thì sao bác sĩ thì mới trình bày, bác sĩ mới cho anh đi làm cái xét nghiệm, thì lúc đó là cái ure máu của anh nó là lên là tới là 66, mà cái chẩn là người ta quy định là chỉ có 10 cho đến 50, tức là mình thấy ra nó cao. Thế là creatinine là ở đây là nó 237, mà trong cái độ người ta cho phép là tức là cái chuẩn của mình đó là từ 0.7 cho đến là 119, tức là theo quy của là của ông, tức là sư, người bình thường là đến 1.19 của anh tới 2.37. Rồi bác sĩ mới kết luận với anh là thế này, tức là anh đã bị suy thận mạn. Tức là bây giờ cái anh mới lúc đó đập mình lúc mà con người mình nó hoảng hồn rồi, tức là không còn biết gì nữa, tôi nghe ớn rồi, tức là mình nói thà mình bị bệnh, nó dù anh bệnh tim nó lỡ anh đột tử anh chết anh cũng không sợ nữa. Mà qua cái bệnh đó là nó khổ, tức là nhất là kinh tế cho gia đình rồi con cái này kia rất là khổ. Rồi anh mới về là phải nói về thì lúc đó cũng buồn lắm, tức là hỏi bác sĩ giờ có thuốc gì uống không. Bác sĩ thì buộc anh về là ăn lạc. Là ăn lạc lại, tức là điều chỉnh huyết áp này kia. Rồi anh về anh cũng làm thực hiện như vậy, anh cũng làm y như lời bác sĩ, mà tức là lúc mà buồn bác sĩ nó là không có thuốc đặc trị. Tức là đối với cái bệnh không có thuốc đặc trị, thì anh tình cờ cũng ngồi buồn cứ là tra cứu trên mạng thuốc rồi xong cứ mới tình cờ anh mới gặp là cái video mà chia sẻ của em á. Thì lúc đó anh còn nhớ lại, tức là em nói là có cái gia đình có một cái cùng cái YouTube riêng, tức là chỗ là gì Nam Việt gì đó. Kênh Nam Việt là kênh về cuộc sống thôi. Còn kênh sức khỏe 60 giây là riêng. Thấy số điện thoại của em, điện thoại em mà mình thấy nghe nó cũng phiền quá nên không dám đó. Rồi sau đó tức là anh mới về, tức là trong cái ngày 23 tây á, tức là buổi chiều đó, tức là anh thực hiện liền. Mà nhưng anh ở đây tức là anh được cái thuận lợi chỗ này, nhà anh gần hai cái hàng, là hai nhà thuốc và hai nhà thuốc nam. Tức là hai nhà thuốc người ta chuyên, tức là mua thuốc nam để cấp đi thành phố Hồ Chí Minh. Tức là ta mua về người ta coi tất cả các loại thuốc, hàng trăm đến thứ thuốc gì người ta có hết. Cái anh mới lại tức là nói giờ khô cũng có mà thương cũng có. Cái nói là giờ tức là anh ăn lặt cho thuốc một bọc tươi thì cũng quen, ngày người ta cũng lấy tiền. Cái về anh lúc đó là anh quảng hồn, anh cũng chỉ anh cho em chỉ cách ăn, mà thì anh không ăn cá, anh hấp thì anh đúng rồi. Tại ăn không luôn. Tại vì sợ khó ăn á, nếu mà không ăn cá càng tốt. Không nhé, để nó là anh ăn không, anh ăn không vậy. Cái là cuối cùng anh biết sao anh ăn không, cái nào mà ăn không là ăn còn cơ một mớ lấy đầu sống á. Quên kể cho em nghe cái tình trạng cái lúc đó của anh là không có ăn cơm được. Ớn mà cơm không ngán ăn luôn. Cơm được ăn nó ớn, nó ói, nó thấy thịt cá ớn lắm đó. Cái anh mới không bằng mọi giá anh phải làm, anh không có sai gì đó. Trộn trong con sống á, anh lấy cái khổ bằng kiếm rồi, anh cứ lá tươi. Ăn sống luôn. Như là cải sợ lắm, rồi tất cả những cái rau sống. Ăn thay rau sống. Đáng uống mà nè. Tức là anh làm suốt rồi, sáng làm, trưa làm, chiều làm, anh làm suốt luôn. Cái ông mà ba chỗ mà hai nhà bán thuốc tam á, có là chỉ bán thuốc tam bán khô để tao hơi đi thành phố của mình đó. Cái nó thôi ông lấy đi, này nghe tôi nói nghe, ông lấy ông sẵn tôi uống, ông nào cả nào ông ăn ăn cái nào uống uống. Cái anh vừa ăn mà vừa nấu uống, thấy là thay nước uống luôn. Thay nước rồi hen, thay nước uống. Là dùng quá nhiều luôn phải không? Quá nhiều, cái này cũng hơi sốt ruột em.
cái đậu bần cũng hơi sốt ruột, tức là anh vừa ăn á, tức là vừa hấp hấp á, mà giờ vừa là anh trộn cái đậu sống, cái đậu sống ăn, ai cũng nói lúc này anh, tức là ai nói ngủ anh ăn chay cũng được không, tức là ớt, ớt dữ dằn lắm, tức là ớt cơm, tức là thịt cá ớt, mà những cái có cái là anh cũng ráng, tức là mình biết là bệnh mà không ăn thì nó rất là nguy hiểm, anh cũng ráng mà nhét vô, mà những cái rau là cái trộn mình đột vô suốt luôn, tức là suốt vừa nó cái anh bắt là sáng sớm á. Cái anh mua thêm cái khô, tức là cái khô có bận đối với kênh anh đó là bị ở chợ không có ai trồng đâu có, mà những người ta nhờ cái cách ta đi mua á, mua người ta sang lại cho mấy chỗ này để ta làm. Vậy là anh đỡ á, chứ nhiều người đi hái cũng cực lắm à. Không, anh ông đây khỏi, giờ anh muốn một bao có tại sao thì nhà Phúc Nam ta mua để mà người ta không bán thuốc, mà ta chỉ chia vô người ta thu. Dạ. Thu đó vô tức là các nội thức Nam để người ta hơi khô, người ta bán lại cho những nhà thuốc đó em. Dạ. À, cái anh mới vừa là vừa ăn luôn, vừa ăn sống luôn, sống nhấm 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 luôn. Tức là nấu nước uống, rồi thay ăn rau sống, rồi hấp chín luôn. Ăn rau sống là ăn trộn. Dạ, trộn với rau sống ăn. Dạ. Còn ăn không nó cho thấy sao nó nhấm nhấm. À, nó nhấm nhấm rất là khó. Dạ. Cái anh đó kêu bà xã đó. À, tức là đi mua cho tôi mới rồi xong vô cải xà lách chia hai ba loại á, cái trộn bỏ vô miệng trộn chung cho nó cái lưỡi nó đỡ ngán. Mà tính ra cái lượng của anh đang nghe thì cũng có nhiều thiệt, không phải như em nhiều là khoảng bao nhiêu anh ha? Dạ anh nói sao em, nhiều là khoảng bao nhiêu một ngày ăn một tô không vậy? Một tô nói gì anh làm, nếu mà tính là 5 gram anh không ăn 300-400 gram á, tức là 300 gram á, tức là luôn cái lượng á, là mỗi ngày anh xài tới 300-400 gram cỏ mực luôn. Dạ. Là trong vòng 1 tháng là thấy kết quả luôn. Dạ. Thì anh nói đó, tôi cho em coi á. Dạ. Cái đầu còn cái nước cái còn cái cây nó chặt khúc hơi khô á. Dạ. Cái anh lấy anh không nước. Dạ. Dạ luôn, tức là cái nào không anh dạ. Là không, nếu mà không trị bên này cũng trị bên kia. Dạ. Ở nhà em cũng lấy cỏ mực mà bỏ phí đó, cái thân em cũng nấu nước em uống cũng tốt lắm. Dạ. Mà nói thật với em gọi là hơi sốc ruột. Bây giờ nè, đầu tiên là anh nói là lúc mà anh phát hiện bệnh tới bây giờ đúng 1 tháng và anh ăn cỏ mực quá nhiều tới 300 gram một ngày, nên là trong 1 tháng là thấy kết quả là từ bệnh là thành khỏe luôn. Thì những ngày đầu anh ăn á, anh có bị sốt ruột hay là bị ngứa ngáy hay hành gì không? Cái lúc đầu á là cái tay anh á nó có cái nổi cái gì mà cái hộp thì kiểu như em biết như cái nổi da gà không? Nổi da gà. Dạ. Nổi da gà thì là mà nó thật nó đỏ sao được đâu, khoảng chừng khoảng 2-3 ngày sau cái nó lặn mất tiêu luôn em. Dạ. Nó luôn, nó biết mất tiêu luôn. Có người thì ăn không bị. Dạ, có người thì ăn bị ngứa giống như anh. À, nhưng mà 2-3 ngày hết, đúng rồi. Dạ. Làm chừng 2-3 ngày là hết. Dạ. Giống như nó bị ăn cái đồ lạ vô phải không? Nó cái cơ thể mình nó hơi khác xíu. Rồi cái anh ăn đúng 1 tháng anh cũng trong á, dù còn có mấy ngày nữa là đúng tháng. Dạ. Trong quá trời luôn, trong thì anh trong hả? Xét nghiệm lại. Dạ. À, trong đi xét nghiệm. Dạ. Ngày 23 tây là ngày hôm qua đó. Dạ. Cái ngày hôm qua đi xét nghiệm. À. Cái bác sĩ đó cho rồi đi lên là ông xét nghiệm lại rồi. Khi mà xét nghiệm xong nó là báo là 9:50. Dạ. Là quả. Sau khi nó thật với em anh lên lấy kết quả. Mà anh không có dám dòm cho các bạn xét nghiệm. Anh cho em luôn á. Yeah. Anh không biết đó nó có tăng lên hay không. Yeah. Sau này nữa anh không dám dòm, không dám dòm. Áp lực quá hả? Dạ. Dòm rồi nó thẳng anh đi dòm. Số rồi. Anh nặng nặng né 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 dòm thử mấy chỗ mà nó để những là mấy cái kết quả đấy là tức là những cái tiêu chuẩn mà nó hơn á. Dạ. Anh dòm là anh chỉ dòm một cái tại chỗ cái là đây anh đi đó là cái đây anh đi là thấy không? Dạ. Một cái chất tạo nó có mới dám dòm á. Đó là anh dòm cái mà anh mới tức là nó cái thành ure á. Dạ. 66 mà nó tụt xuống còn có 26 à. Lọt vô khung tốt luôn. Phải anh cử ăn đào tức là cái chất có đạm. Dạ. Cò, dạ đúng rồi. Cử, tức là, tức là đầu tiên á là mình làm theo đúng bác sĩ Tây y phải không? Cử ăn, cử những cái không tốt cho thận. Rồi, bác sĩ có cho thuốc gì anh uống không? Dạ. Là không, anh nói sao em? Bác sĩ có cho thuốc gì uống không? À, bác sĩ hồi đấy kể bác sĩ nó không có thuốc thì anh chỉ cho anh thuốc là thuốc huyết áp thôi.
thông huyết áp, tức là huyết áp để về, nếu mà nhân anh nói là thông thú huyết áp thì không cần, tức là huyết áp thì tôi bị tôi làm tim mạch là lúc nào cũng có thuốc tim rất là ổn định, không có sao. Cái đầu cái anh mới tức là anh không có lấy huyết áp, nó kể cho anh tiếp cái xem mà cái thử mà cái là thì tự nhiên xuống cái bác sĩ bảo anh, tức là bác sĩ của trị cho anh là bác sĩ Long, không phải chuyên khoa một bác sĩ Long. Còn bác sĩ mà tức là ở trên cái xét phiếu xét nghiệm đó là cái người bên đó là cử cử nhân bên xét nghiệm á, còn bác sĩ trị thì anh không có chụp tờ thuốc, anh không lấy thuốc. Cái ông nó cái còn cái xuống có 1.9, cái anh bấm máy điện thoại trừ ra tức là nó giảm đi là hết, là cái chỉ số giảm hết là 1.08. Anh nói anh mừng quá trời luôn. Đầu tiên có thể em thương là không nhấp gì hôm cái phiếu xét nghiệm mà cái anh nói anh nhập che che né né là nhìn 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 cái con số của nó có. Mà thường thường nó thật là nó bị những cái giai đoạn đó là nó tăng tăng lên dạ yeah, đúng rồi. Cái anh mới nhìn xuống là một phải quá cái anh lúc trước đó, lúc đó mà trước cái xét nghiệm đó là anh có vừa kêu vào cái chỉ số gan của anh luôn. Dạ tức là cái men, tức là ngay gan virus đó là anh không có bị không có bị, tức là cái bộ phận đi chích ngừa anh cũng vẫn ít ngừa, nhưng riêng cái men gan cái GDT là nó bị tăng, tức là bị từ 8 đến 61 mà ở đây là anh đến 55. Dạ 55 sau cái thời gian anh uống đó cái nó cũng kìm được ra, tức là ở đây tức là lúc này là nó cũng kìm được, nó xuống tự nhiên từ 155 xuống là còn có là chỉ có 72, tức là trên cái thí nghiệm anh đang thấy á. Dạ mà nên quy định là chỉ có 61 mẫu ra mà dạ. 72 là quá mức rồi, tức là bác sĩ nói tức là nó bị xảy ra cái thằng này nó sẽ lôi cho đủ thứ các cái đó nó đi lên. Cái bác sĩ Long mới hỏi là anh chứ là anh uống cái gì, tôi nói tôi đâu uống gì thì biểu tôi về chỉnh huyết áp, tôi chỉnh tôi uống huyết áp thì tôi có biết gì đâu. Dạ là chỉnh tôi huyết áp thì uống huyết áp thôi chứ tôi đâu có uống gì đâu, tôi cứ ăn lạc thì ăn lạc, tôi ăn cái anh nói là tôi ăn lạc không ai có ai ăn được đâu, tôi dạ. ăn lắm tôi ăn lạc mà cứ như là chỉ còn có lợi lợi đi đó thôi. Dạ chỉ cũng uống ly cà phê á, cà phê thì anh uống á không có đường luôn, tức là chỉ có đường, tức là cái anh máy kêu xét nghiệm đường luôn, tức là mình sợ cái tiểu đường mà anh không có, có coi trong đầu cô á, đó là anh là ổn định của anh không có bị, mà nhưng anh bị là có cái chỗ là tim của anh là huyết áp là anh bị là 541 tuổi, nay là 54 tuổi thì thấy cái lượng huyết áp của anh nó cũng mà nhìn dữ ổn định lắm, mà nó xảy ra như vậy thì anh thật bất ngờ không biết luôn. Xét nghiệm cái sáng em ra cái được như vậy, cái em mới lục bên cái YouTube nó thấy những cái chia sẻ của em á, nó là bản thân rất là mừng, giờ gia đình cũng rất là mừng, nói chứ là chỉ cho chia sẻ cho mọi người vậy thì em làm cũng có công đức, còn hơn người ta trên trúng số, mình chồng cái hỏi suy thận, cái thận nó không đủ đâu em, rồi anh mới vừa thấy kết quả mới cái thật sự là có rất là nhiều người hết bệnh, có rất là nhiều người hết bệnh nhưng mà họ ngại chia sẻ, tại vì nhiều khi thấy hình ảnh mình chia sẻ mình là người bệnh cũng ngại gia đình đã biết. Cái này mình không có ngại gì hết em, tức là cái gì bản thân nó, cái gì nó thật là nó thật, em không có cái gì mà mình che giấu, dụ như mình cái gì mình thông tin người ta đó là dụ em làm như vậy đó là để thông tin người bệnh đi rõ đó chứ. Khi bệnh mà em được cái lời động viên này chứ tiền cái tâm lý nó mạnh lắm anh em. Dạ, nên là 2 năm nay là em không có làm video về cỏ mực luôn á. Em chỉ giữ video cũ thôi. Thật sự có nhiều người nhắn tin báo là hết bệnh thì em rất là mừng, nhưng mà có bà con cũng không muốn quay phim nên là em cũng không chia sẻ, tại vì cái cách làm nó như nhau hết rồi. Ăn ăn cỏ mực càng nhiều càng tốt. Kiêng cử những cái gì mà bác sĩ Tây y dặn là kiêng ăn hoặc giữ ổn định huyết áp này nọ. Dạ nên là chia sẻ nhiều thì cũng vậy. Nhưng mà hôm nay được quay hình anh để thêm động lực cho bà con thì em rất là mừng. Với lại có nhiều khán giả đó là không tin. Không tin đó là có mực sao hết, làm như vậy là gạt người ta tội nghiệp. Nhưng mà thật sự là em cũng thôi kệ, ai hiểu lầm mình thì cũng chịu. Nhưng mà tin hay không thì có duyên thôi. Dạ. Em có khi nào mà lên Tây Ninh á, em là còn thánh Tây Ninh núi Bà rồi thì và cái chợ Long Hoa thì em có thể là vô lên gặp có số điện thoại á thì em cho anh mình sống với nhau cái gì cái em, tức là mình cũng phải để xem cái đức là trên hết em, cái đức là hết, cái gì mình biết được mình chỉ người ta được để cho để đó là cái động lực cho người ta thôi. Tại vì nhiều khi anh cũng còn phải công việc của anh mà cứ gọi điện vô như vậy thì anh sẽ không làm việc được. Không sao em, tức là mình đừng có trục lợi.
Dạ. thì anh thì cái nghề nghiệp của anh thì em cũng giới thiệu với em, tức là anh là giáo viên ở Dạ. là nhà bên bên là thị xã Hòa Thành, mà những anh công tác ở bên Dạ. phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, là cách nhau chỉ có mấy cây số, mà tức là bên đây Tòa Thánh, bên kia Tòa Thánh À dạ. á, cái ranh của chùa Tòa Thánh Tây Ninh á, bên kia phía bên kia đường Cách mạng tháng 8 đó là thành phố Tây Ninh, Dạ. ở phía bên đây là thuộc về là Hòa Thành, tức là thị xã Hòa Thành đó, Dạ. thì nó cũng hai cái đó nó liên đành với nhau, tìm nhân anh công tác ở bên đó. Rồi cho anh hỏi thăm là em là công tác bên nào em? Dạ em làm bên thiết bị y tế, công ty nhập khẩu rồi em cung cấp sĩ. Dạ. Như anh ngoài anh cũng kỳ đó, anh cũng nghe cũng không biết tên em, Dạ. sao nghe mới giới thiệu là tên Sơn á, nên anh mới xin anh Sơn, mà nhà Dạ. anh lưu á, Dạ. lưu số điện thoại là Nam Việt đó, Dạ. nhà ở như Cần Đức hay đâu em Dạ không đúng biết nha rồi, nha. dạ. Đó, anh Lập nè, bây giờ á anh nãy giờ là anh chia sẻ rất là nhiều thông tin rồi, bây giờ mình ví dụ mình tóm gọn mà mình khuyên cái người mà mới vừa bị suy thận giai đoạn đầu hoặc là những người mà đang bị á thì cách sử dụng Thì thế nào? em cũng có cái lời khuyên nói với em, tức là để em chia sẻ tức là cùng với mọi người á, Dạ. thì đầu tiên thì anh cũng thấy cái, tức là em đã hướng dẫn thì anh cũng đã thực hiện như vậy Dạ. á, mà nhưng phải nói là anh theo anh đề nghị, tức là những ai có mắc phải trường hợp Dạ. á như anh á, tức là ví dụ như ở cái giai đoạn cuối, ví dụ như là 3B hoặc tức là giai đoạn 4 năm, Dạ. thì cái đó là anh không biết, đó là Dạ. anh không dám nói, là anh bản thân là cũng không dám là khẳng Dạ. định. Dạ. Mà nhưng nếu mà ai mà có bị, tức là khi mà đi xét nghiệm mà ở cái giai đoạn 1, giai Giai đoạn đoạn 2 một là dạ. hoặc có liên quan là hoặc qua cái đầu của giai đoạn 3 luôn, tức là 3A, Dạ. thì những cái giai đoạn là anh tin tưởng là nó sẽ là phục hồi rất là tốt Dạ đúng đó. rồi anh, Còn rất là nhiều người từ giai đoạn 3 là phục hồi thành công khác đó. riêng Dạ. ở cái giai đoạn là nó trong giai Như đoạn 3 chia ra như là chạy thận á thì em không biết, nên là cứ khuyên bà con cứ dùng thử. sao sao để trở cái máy lại em, để trở cái máy lại đây. À, hình như nó bị mất tín hiệu do đường truyền yếu anh. Không sao anh. Không, tín hiệu yếu, Thấy dạ. chưa, thấy chưa? Thấy rồi, dạ. Rồi vậy là nếu mà bà con mình là nên là kiêng cử ha. Nên nên dùng quả mật và kiêng cử những cái gì không tốt cho thận. Riêng anh á thì nói thật với em á, là những cái gì em chỉ là anh đã làm rất là đúng thiệt, Dạ. mà những anh làm thêm là anh ăn rau sống, tức là Dạ. anh bỏ rau sống Rồi, vô. một cách rất là hay, em cảm ơn anh đã chia sẻ cùng bà con, tức là trộn chung rau sống à, dễ ăn hơn. Với cái nữa là cái cây khô là bị hại Dạ. trong nhà, lúc nào nó đủ lên Cây ảnh khô cũng dư sẽ quá bị thì hại. nấu nước uống luôn. Bạn biết không, sướng đấy, em ăn á, nó không sổ bằng uống nước, uống nước Dạ. sổ cực kỳ luôn, Dạ. tức là nó sổ đó, tức là nó lọc máu là cực kỳ luôn, Vậy là uống nước tức là nó cũng rất là tốt ha. rất là tốt. Có lại là anh vừa luộc nè, tức là Dạ. vừa vừa hấp này, vừa luộc nè, vừa trộn rau sống ăn, Dạ. rồi anh vừa tức là anh vừa có nước uống, cũng thay nước uống luôn. Dạ. Ở đường truyền nó hơi Cảm yếu ơn nên là hôm nay cảm ơn anh Lập chia sẻ. Dạ. em làm anh thiết bị y tế hả? Dạ em làm anh thiết bị y tế ở quận 1 Sài Gòn, có dịp vô Sài Gòn thì alo em cà phê. Anh thì cũng có thằng con đây, năm nay là 30 tuổi, cũng làm ở trong quận nhất á. Ồ vậy hả? Dạ. Còn con của anh này đó học bên đại học kinh tế ra. Dạ em 36 rồi. Dạ. Rồi. Thì em cứ tự nhiên có gì thì anh em mình cứ có gì anh gọi anh trao đổi nhau đó. Dạ. Rồi em sẽ chia sẻ thêm hai cái tấm hình mà phiếu xét nghiệm của anh trước khi bệnh và sau mình với giờ ăn có mật xong ha. Rồi chia sẻ cho bà con để tạo động lực. Còn cái cách ăn nãy giờ anh cũng chia sẻ nhiều lắm rồi, đủ lắm rồi. Còn nếu mà bà Anh con nhớ mình anh không biết nhớ á lại đó là thì có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe ha, những cái video cũ của nhiều người thử dụng. Rồi em cảm ơn anh Lập nghe. Rồi có dịp sẽ gặp anh ở Sài Gòn hoặc ở Tây Ninh. Dạ. anh ăn á, vừa hấp mà như anh không có ăn cá, Dạ. anh ăn 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 không, Đúng rồi. là với anh trộn trộn vô rau sống, cải xà lách rồi anh ăn luôn. Dạ. Còn cái cây khô, cái cây khô mà ngày hôm nay có sẵn, anh mua anh nấu thay nước anh uống luôn Dạ. đó. Tức là anh làm vậy thì có kết quả gì thì để đưa cho em, tức là anh cũng mong cho mọi người, tức là nếu có mắc phải ở trường hợp như anh á, thì Dạ. cũng là cũng nên dùng như vậy để mình thấy cái hiệu quả thế nào. Dạ. Còn nếu những người mà ở giai đoạn á, giai đoạn mà 3B, Dạ. giai đoạn 4 là 4 năm á, Cũng thì nên dùng thử ha. anh không biết Không biết nhưng mà cũng nên dùng tùy thử. những Dạ. trường hợp ta. Ừ. Còn mình mắc ở giai đoạn đó, mình làm thấy rất là hiệu quả, thì như thế Dạ. anh thấy có một tháng mà chỉ số nó xuống là 1.08 em Dạ. á, thì thấy cả thằng UD đó nó trở về bình thường luôn á. Dạ.
Trời, em có anh Lập. Ê, chúc anh Lập sức khỏe. Có gì là chúc em và gia đình đó là dồi dào sức khỏe, đó là riêng em là đó là làm những cái gì đó là thành đạt, đó là đầu trong cái cuộc sống, đó là Dạ. đến là hạnh phúc, đó là cho gia đình. Dạ. Anh gửi lời thăm đó là tất cả là vợ con của em, Dạ, cảm ơn ba Lập. mẹ. Rồi anh Lập khỏe ha, hy vọng có dịp sẽ gặp anh. Rồi, tạm biệt anh Lập. Anh cũng cảm ơn em nhiều em. Và cái clip này anh có coi được không? Dạ được, trên kênh Sức khỏe 60 giây 1-2 ngày nữa sẽ có. Dạ, rồi bye bye anh Lập. Cũng hết gần nửa tiếng ha, cùng với anh Lập ở Tây Ninh. Anh Lập thì 54 tuổi, ở làm nghề giáo viên. Hôm nay thì có 1 tháng thôi mà anh Lập ăn khổ cực rất là nhiều. Từ cái lúc mà bị suy thận á, lo lắng rồi cố gắng thử hết sức, mà cũng may cho anh là ở bên cạnh á, gần mấy cái chỗ thuốc nam đó có bán rất là nhiều, nên là anh khỏi phải trồng, khỏi phải đi hái. Nên anh ăn, thay vì như mình nói là mỗi ngày mình có thể ăn sáng chén, trưa chén, chiều chén, còn anh ăn gấp 2-3 lần như vậy á, nên là trong vòng 1 tháng phục hồi rất là nhanh. Thì bà con mình có hỏi á, là ăn cỏ mực này hiệu quả như thế nào, thì những giai đoạn đầu nha, như giai đoạn 1, 2, 3 thì tùy theo thể trạng của mỗi người và cái cách mình kiêng cữ á, ha, mình kiêng cữ nhiều để cho cái bệnh mình nó đừng tăng nặng đi, mình ăn cỏ mực để nó giúp phục hồi thận thì rất là nhanh, có thể từ 1 đến 3 tháng, còn có nhiều người thì từ 6 đến 6 tháng đến 1 năm. Còn những giai đoạn nặng như chạy thận đó, thì cái đó thực sự là Hoàng Sơn thì chưa có biết kết quả, tại vì cũng không có nhiều bà con chạy thận để cho mình biết, và nếu có phục hồi thì nó cũng sẽ khá là lâu, tại bệnh nó nặng mà. Nhưng mà cỏ mực thực sự nó rất là tốt cho thận ha, nếu bà con mình còn có thể ăn được, giống như ăn rau sống hoặc là mình hấp chín ha. Thường thì trước là bà con mình hấp chín ăn rất là hiệu quả rồi, còn anh Lập thì xài cả ba luôn. Ăn sống nó nhám quá thì trộn chung với rau sống nè, rồi hấp chín không cần cá nha, cá là chỉ để cho bà con mình dễ ăn thôi, không cần cá, không gia vị càng tốt. Còn cái thân nó cứng á ha, nó khô quá bỏ thì phí, thì nấu nước uống. Mặc dù như Hoàng Sơn rất là khỏe nè, nhưng mà vẫn uống nước cỏ mực nó để cho mát cơ thể thôi. Đây, nếu mà bà con mình cảm thấy mà còn gì thắc mắc á, thì cứ gửi bình luận bên dưới hoặc là xem lại những video cũ nha. Thực sự là giống như nãy Hoàng Sơn có chia sẻ đó, không phải là mình không có cho số điện thoại để gọi trực tiếp cái người đó. Ví dụ như anh Lập làm việc trong công việc như thế này mà nhiều người suy thận, cũng một câu hỏi đó và cũng cái cách giải thích đó ha, nhưng mà tới hàng ngàn người gọi thì như vậy thì rất là khó cho anh, nên là Hoàng Sơn cũng không thể nào chia sẻ số điện thoại được. Nên là nếu bà con mình có duyên mà hết bệnh rồi thì gọi điện cho Hoàng Sơn, Hoàng Sơn sẽ tiếp tục làm video tạo động lực. Thật sự là Hoàng Sơn đã không quay video về cỏ mực 2 năm rồi, tại vì nhiều người hết nhưng mà có người không cho quay, và còn có người vẫn nói có nhiêu đó mà sao quay đi quay lại hoài. Cũng ăn cỏ mực như vậy, nhưng mà hôm nay sẵn anh Lập cho chia sẻ hình ảnh để tạo động lực thêm với cả nhà mình. Hoàng Sơn hy vọng bà con mình sẽ có duyên với video này, nếu mà cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhất là bà con mình bị suy thận ha, nó không có thuốc trị. Bác sĩ khuyên là mình nên chế độ ăn uống để bảo toàn thận, và mình chỉ uống những cái thuốc như tim mạch để giữ cho huyết áp ổn định thôi. Nên là giống như Hoàng Sơn nói đó, cái bình nước ha, khi mà mình đổ vào nhiều, tức là mình ăn uống những thứ có hại cho thận nhiều, mà cái vòi nước mình xả ra đó, tức là mình làm điều gì tốt cho thận như ăn cỏ mực á, mà nhỏ thì cái bình nó sẽ càng ngày càng đầy đó. Còn bây giờ mình xả cái van nhiều ra, có nghĩa là mình ăn có mực nhiều vô, mình làm những cái gì đó nó mình ăn uống cho tốt cho thận nhiều vô, thì ở bên trên là mình hạn chế ăn những cái đồ không có hại cho thận, thì tức là nước vào ít mà xả ra nhiều thì thận mình sẽ càng ngày càng phục hồi, nước nó càng ngày càng cạn thôi. Đơn giản quá ha, thật sự là cái đó nó đơn giản nhưng mà cần sự kiên trì rất là nhiều, tại vì nó tính tháng tính năm và không phải ai cũng có mực để ăn. Mình có thể trồng ha, mình nên trồng, nó không có tốn tiền. Đây là thật sự những cái mà Hoàng Sơn chia sẻ cùng bà con mình á, tất cả là thật 100% ha, tại vì thật sự Hoàng Sơn làm bên lĩnh vực thiết bị y tế, mình cũng biết là phòng bệnh nó dễ lắm, chữa bệnh nó khó và tốn tiền hơn, nhưng mà khi mình bệnh rồi á, mình mới nghĩ đến. Thật sự đó là những gì Hoàng Sơn có thể chia sẻ cả nhà mình thôi. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, có duyên sẽ gặp.
tạm biệt và hẹn gặp lại.